3 tháng 5, hãng tin RIA dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nếu phương Tây muốn chiến đấu trên chiến trường vì Ukraine, Nga sẵn sàng cho điều đó. Ông Lavrov nói, đó là quyền của họ, nếu họ muốn bước ra chiến trường thì sẽ bước ra thôi. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã hỗ trợ Ukraine thời gian qua bằng cách cung cấp cho nước này những vũ khí ngày càng mạnh như xe tăng và tên lửa tầm xa. Nhưng đến nay không can thiệp trực tiếp bằng quân đội điều mà Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều cảnh báo có thể dẫn đến Thế chiến 3. Tuần trước, Điện Kremlin cảnh báo đưa quân NATO tới Ukraine có thể sẽ là động thái nguy hiểm và Nga đang theo dõi chặt chẽ một bản kiến nghị kêu gọi can thiệp như vậy. Bản kiến nghị được đăng lên trang web của Tổng thống Ukraine nêu rằng Ukraine nên yêu cầu Mỹ, Anh và các nước khác gửi quân tới dung nước này đẩy lùi cuộc tấn công của Nga. Không rõ bản kiến nghị có thu thập đủ số phiếu cần thiết 25.000 phiếu để yêu cầu tổng thống Volodymyr Zelensky phản hồi bằng cách chấp thuận hay bác bỏ hay không. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói tuần trước: "Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng việc quân đội các nước NATO can thiệp trực tiếp trên thực địa vào cuộc xung đột này có thể gây ra mối nguy hiểm to lớn. Vì vậy, chúng tôi coi đây là hành động khiêu khích cực kỳ thách thức và tất nhiên, chúng tôi đang theo dõi chuyện này rất cẩn thận." Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói: vấn đề gửi quân đội phương Tây tới Ukraine sẽ nảy sinh một cách chính đáng nếu Nga xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine và ép yêu cầu điều đó. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, Nga sẽ nhắm mục tiêu vào quân Pháp nếu họ được triển khai đến Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin đã đề xuất thay thế ông Sergei Shoigu bằng quyền phó thủ tướng thứ nhất Andrei Bilousov, hội đồng liên bang cho biết vào tối chủ nhật. Đại tướng Shoigu được bổ nhiệm làm thư ký Hội đồng An ninh Nga. Các thượng nghị sĩ dự kiến sẽ tham gia vào cuộc tham vấn liên quan đến các ứng cử viên do Tổng thống đưa ra trong các phiên họp ủy ban vào ngày 13 tháng 5 và trong cuộc họp của Hội đồng Liên bang vào ngày 14 tháng 5, theo thông báo của Thượng viện Quốc hội Nga. Không có sự thay đổi nào nữa đối với danh sách các ứng cử viên mà Putin đã đề cử cho các vị trí nội các. Các đề cử của ông bao gồm Vladimir Kolokonset cho vị trí Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Alexander Kurenkov cho bộ trưởng các tình huống khẩn cấp, Sergey Lavrov cho bộ trưởng ngoại giao và Konstantin Chuchenko cho bộ trưởng tư pháp. Denis Manturov, người từng giữ chức phó thủ tướng kiêm người đứng đầu bộ công thương trong nhiệm kỳ cuối cùng của ông Putin, đã được đề cử vào vị trí phó thủ tướng thứ nhất. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích quyết định của ông Putin trong việc đưa ra một quan chức không thuộc quân đội lên lãnh đạo bộ quốc phòng nga là do nhu cầu đón nhận sự đổi mới, theo hãng tin TASS như ông dmitry peskov nói với các phóng viên với việc được bổ nhiệm vào chức vụ thư ký hội đồng an ninh liên bang nga sergei shoigu sẽ tiếp tục làm việc trong lĩnh vực mà ông biết rõ từ bên trong peskov cho biết trong cuộc họp báo rằng ông shoigu sẽ phụ trách công việc của cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự liên bang đồng thời với tư cách là thư ký hội đồng an ninh ông sẽ giữ chức phó chủ tịch ủy ban về tổ hợp công nghiệp quân sự Ông Peskov lưu ý, Soku sẽ tiếp tục làm việc trong lĩnh vực này, lĩnh vực mà ông ấy biết rõ, ông ấy biết rất rõ từ bên trong, cùng với các đồng nghiệp và đối tác từ nơi làm việc trước đây của ông ấy. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 12 tháng 5, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cáo buộc Kiev sử dụng tên lửa đạn đạo Tukka-U cũng như tên lửa được bắn với hệ thống phóng Okha và Vampire để tiến hành một cuộc tấn công khủng bố xuyên biên giới vào các tòa nhà dân cư ở thành phố Belgorod của Nga. Đài RT dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết thêm, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn 6 quả tên lửa Tok-Ka-U, thời Liên Xô, 4 tên lửa Vapai và 2 tên lửa Okha. Tuy nhiên, các mảnh vỡ của một trong những quả tên lửa Tok-Ka-U bị bắn rơi đã làm hư hại một tòa nhà dân cư ở Belgorod. Xem video mảnh vỡ tên lửa đạn đạo Tok-Ka-U làm sập một phần trung cư ở thành phố Belgorod của Liên bang Nga. Trong khi đó, hãng tin Reuters cho biết, từ đoạn phim hiện trường do thống đốc Ben Groot, ông Vyacheslav Gladkov đăng tải, có thể thấy ít nhất 10 tầng của tòa nhà bị sập. Kênh tin tức Mars của Nga cho biết trên Telegram rằng vụ việc đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Hiện nay, Ukraine chưa lên tiếng bình luận về vụ việc. Tuy nhiên, từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, cả Kiev và Moscow đều khẳng định họ không nhắm mục tiêu vào dân thường, dù nhiều thường dân của cả hai bên đã bị thiệt mạng trong cuộc chiến. Tên lửa Tokau được NATO mệnh danh là SS-21 Scrap, là hệ thống phóng di động được Liên Xô phát triển vào những năm 1970. Nga đã ngừng sử dụng loại tên lửa này và từ giữa những năm 2000 đã chuyển sang sử dụng loại tên lửa 9K-270 Iskander tiên tiến hơn. Bình luận về đề nghị của Tổng thống Vladimir Putin đề cử nhà kinh tế Andrei Belousov làm bộ trưởng quốc phòng, người phát ngôn của Tổng thống, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh sự cần thiết phải tích hợp nền kinh tế tổng thể của ngành an ninh, đặc biệt là bộ quốc phòng, vào nền kinh tế quốc gia. Ông Peskov nói thêm việc gắn kết kinh tế của lĩnh vực an ninh với động lực của thời điểm hiện tại là điều rất quan trọng. Ông Peskov nói với các nhà báo, giải thích về quyết định của ông Putin bổ nhiệm ông Belousov làm bộ trưởng quốc phòng, Ông Peskov nói thêm rằng việc bổ nhiệm ông Bilosov sẽ không làm thay đổi cấu trúc hoạt động của Bộ Quốc phòng. Về thành phần quân sự, việc chỉ định này sẽ không thay đổi hệ thống cấu trúc. Thành phần quân sự luôn là đặc quyền của Tổng tham mưu trưởng, người sẽ tiếp tục các nhiệm vụ của mình và không có thay đổi về mặt này. Ông Andrei Bilosov là ai? Andrei Bilosov là một nhà kinh tế và quan chức chính phủ Nga Ông sinh ra ở Moscow, Nga vào ngày 17 tháng 3 năm 1959. Ông tốt nghiệp loại xuất sắc tại Đại học Quốc gia Moscow năm 1981, nơi ông theo học ngành kinh tế. Từ năm 1981 đến năm 2006, ông Belousov theo đuổi sự nghiệp chuyên gia nghiên cứu tại Viện Toán học Kinh tế Trung ương, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô và sau đó là Viện Dự báo Kinh tế, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga. Năm 2006, ông được chỉ định vào vị trí Thứ trưởng Phát triển Kinh tế và Thương mại Năm 2008, ông Bilusov trở thành giám đốc cơ quan tài chính và kinh tế của chính phủ Nga. Từ năm 2012 tới năm 2013, ông Bilusov giữ chức Bộ trưởng Phát triển Kinh tế và Thương mại. Từ năm 2013 đến năm 2020, ông làm trợ lý cho Tổng thống Nga về các vấn đề kinh tế. Năm 2020, Bilusov được bổ nhiệm làm phó thủ tướng thứ nhất của Nga và giữ chức vụ này kể từ đó. Ở vị trí phó thủ tướng, ông Bilousov chịu trách nhiệm quản lý việc phát triển các định hướng ưu tiên trong phát triển kinh tế xã hội của Nga, điều phối các nỗ lực nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia và hoàn thành các dự án quốc gia, các vấn đề về chính sách tài chính, tín dụng tiền tệ và điều tiết thị trường tài chính. Từ năm 2022, ông Bilousov cũng giám sát phát triển công nghệ vận tải công nghệ cao và hệ thống điều khiển thông minh. Giới phân tích nói gì? Sĩ quan Hải quân Nga đã nghỉ hưu và là chuyên gia phân tích quân sự Vasily Dandikin nói với Sputnik rằng nếu nhà kinh tế Andrei Bilosov được bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng mới nhất của Nga thì đây không phải là lần đầu tiên một quan chức dân sự được bổ nhiệm vào chức vụ đó. Ông Dandikin nhận xét về ông Bilosov, tôi tin rằng trước hết ông ấy là người của Tổng thống. Ông ấy là phó thủ tướng thứ nhất và ông ấy thực sự biết rất rõ những vấn đề mà tổ hợp công nghiệp quân sự phải đối mặt như mọi khi tổng tư lệnh tối cao của chúng ta tổng thống nga giám sát mọi quyết định chuyên gia quân sự nga và cựu quân nhân tình báo đất xem klukov chỉ ra rằng ông bilusov là một nhà kinh tế học có tầm cỡ và là người đã từng tư vấn cho các chính khách nổi tiếng của nga klukov nhận định nếu ông ấy được bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng điều đó có nghĩa là sẽ có những mục tiêu mang tính chất kinh tế cần hoàn thành theo ông nhiệm vụ của bộ trưởng mới có thể bao gồm những vấn đề liên quan đến hợp đồng mua sắm vũ khí và quốc phòng Ông Klukov nói thêm, ông Gerasimov, tướng Valery Gerasimov, tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, sẽ tiến hành các hoạt động quân sự, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng sẽ giải quyết các vấn đề của riêng mình. Nhà báo quân sự và cựu chiến binh Viktor Litovkin cũng nhấn mạnh về danh của ông Bilosov với tư cách là một học giả và một nhà kinh tế, đặc biệt là có kinh nghiệm dạn dày trong lĩnh vực công nghiệp quân sự. Ông Victor nhận định cho đến nay không có lý do gì để nghi ngờ chuyên môn của ông ấy. Ông ấy là một người đàn ông xuất sắc, rất tập trung khi làm việc trong chính phủ, trong lĩnh vực liên hợp công nghiệp quân sự cũng như mối liên hệ giữa quân đội và ngành công nghiệp này. Dẫn nguồn tình báo, báo Telegraph đưa tin Nga đang tuyển mộ những thành phần cực hữu cực đoan để thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào các nước phương Tây như Anh và các thành viên NATO. Theo đó, nguồn tình báo cho biết, trong vòng 6 tháng qua, những kẻ khủng bố cực hữu do cơ quan tình báo quân đội Nga, gọi tắt là GRU tuyển mộ, đã gây ra một loạt vụ tấn công các nước phương Tây, cụ thể là ở Tây Âu và Mỹ. Telegraph cho biết, những kẻ cực hữu này được thuê bởi các đặc vụ ngầm của GRU và các thành viên của tập đoàn lính đánh thuê Warner. Thông tin tình báo được đưa ra sau khi anh trục xuất đại tá Maxim Elovich, tùy viên quốc phòng Nga tại Anh, người được cho là đặc vụ của GRU, việc trục xuất được Telegraph đưa tin hôm 5 tháng 4. Chia sẻ với trang tin National Security News, một nguồn tin tình báo khẳng định, GRU đang xây dựng một mạng lưới khủng bố cánh hữu để triển khai chống lại các mục tiêu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Nguồn này nói thêm, những cuộc tấn công này đã xảy ra và đang diễn ra được một thời gian tại nhiều quốc gia thuộc NATO và anh chắc chắn nằm trong danh sách mục tiêu. Các cuộc tấn công có thể đã xảy ra ở Mỹ và đã diễn ra ở Đức. Nhiều cơ quan tình báo đang tích cực phát cảnh báo đến chính phủ của họ về tính thực tế cao của các mối đe dọa. Hồi tháng Tư vừa qua, tại một hội nghị an ninh, người đứng đầu cơ quan tình báo nội địa Đức Thomas Hardenwang cũng cho biết Đức đánh giá nguy cơ cho các hành động phá hoại do Nga đứng sau sẽ gia tăng đáng kể. Ông Hardenwang nói các cuộc tấn công sẽ có khả năng gây thiệt hại cao. Theo báo Telegraph, hiện nay có ý kiến cho rằng Điện Kremlin đang buộc phải áp dụng một số chiến thuật như của Iran, trong đó các nhóm tội phạm được sử dụng để thực hiện các vụ tấn công khủng bố ủy nhiệm. Ông Mark Galeotti, giám đốc tổ chức tư vấn Mayak Intelligence của Anh, nhận định một khi phương Tây tiếp tục gây áp lực lên Nga, Nga sẽ có phản kháng. Theo ông Galeotti, các hoạt động phá hoại gia tăng cùng lúc Ukraine tăng cường các cuộc tấn công vào nội địa Nga. Đây có thể được xem là một hình thức trả đũa. Ông Galeotti bình luận đối với ông Putin, tức là tổng thống Nga Vladimir Putin, Ukraine sẽ làm những gì họ được yêu cầu khi thấy các nhà máy của Nga bị tấn công, ông ấy nhìn thấy bàn tay của CIA, tức là cục tình báo trung ương Mỹ của NATO. Ông Galeotti nói, việc Nga không gây thương vong và tấn công các cơ sở hạ tầng cho thấy Moscow hiện vẫn có những giới hạn chính trị. Ông Galeotti nói thêm, ngay cả khi ông Putin đề cập đến một cuộc chiến với phương Tây, ông ấy trong thực tế không muốn có một cuộc xung đột mở. Vì vậy, Nga đang thực hiện các hoạt động vừa giới mức giới hạn.